Nào lên không nhỉ? Mồi trước đi. Đây nhá, em mồi thử kiểu này xem là còn anh các Từ anh có từ thấy từ đúng từ không? từ 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 lém cái lu gạch vào xem cường hóa lên 7 mất bao nhiêu vàng đi, mẹ không thiếu vàng lắm, cứ đi. Thiếu sao được, Này, 14.000. giờ không À không 14.000. không không cường hóa ra bây giờ. Sao Lên thế? 7 thôi mày, phải lên 11 đâu mày no. Lém cái thiên sứ vào, thiên sứ cũng mấy rồi? Tới tầm 9, ngồi Thiên 15 sứ rồi đấy. đập đám một nó ít phần trăm lắm. Rồi thế thôi, mình cần lấy xịt mà. Bảo bỏ một phiên một thì Lên bố lên một phiên ơi. thôi. Bỏ Lên một một phiên phiên một thôi. thôi. Đây này, em bảo đây này, đập như này này. Ông, lấy một phiên một Lên thôi. luôn. Thế Cái này này lên lên luôn luôn. mẹ rồi. Không, lấy phiên thiên sứ ném vào. Đấy, xịt tôi thấy chưa? Không, thiên sứ tỷ lệ xịt cao hơn ngủ. Mình Đấy. ngồi ra, Rồi thế thôi, mình một một viên thôi, một viên thôi, thế thôi, không không phải 75 rồi. Cứ ấn đi, tấn liên tục ấn hết 14 viên luôn. Nhưng cẩn thận hết vàng. Mẹ tao đồn tao mồi thiên sứ năm đá một còn lên được thiên sứ cộng 5 thì mới biết đấy. Thì phải là đèn mẹ luôn này. mình cho mẹ viên năm Ok này. kìa, mua mua để bùa ma mua thuật. mua mua Bùa mua bùa bùa ma thuật. Thằng này lại có thằng già. Cái này phí phí bùa quá. Thôi đập luôn, không không phải môi của lại đập Đập luôn. luôn, đập luôn. Không phải phí ra quá. Quá. Phí phí Tốn bùa vàng, quá. tốn vàng đúng không? Đúng Lên rồi, bùa tốn luôn. vàng, kéo vàng. Lên. Đỉnh quá. Ui! Nó Ui, phải như thế. rồi. Các anh chuyên gia đây. Có 12 đầu lù đây cũng nghe Nó này. phải thế. Ok, 12. Đéo cái gì mà cái ông cây cùng win. Mèo cùi cơm mồm nhá. Ok nhá, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã góp phần tâm linh cho cái clip này. Thế làm mày lại.